Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và subscribe kênh Sâu Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất nhé. Chuyện đồ đệ của ta đều là đại phản phái. Tập 216, nghe con hàng giang ái kiếm hỏi, lãnh la cùng với Phan Ly Thiên quay sang nhìn nhau. Đồng thanh bật thốt, hắn hỏi người đó, hai ông thần này vẫn luôn đối chọi với nhau từng ly từng tí một. Tiểu Diên Nhi ngay từ ban đầu đã chẳng ưa cái tên mặt dày này, bây giờ nghe thấy nói bên trong cung tri viện nàng nhìn hắn khinh thường bởi vì theo lẽ thông thường cái con chuột chuỗi này sẽ là người tốc biến chạy trốn đầu tiên lúc này một đoàn nhân mã đang tức tốc phi tới dẫn đầu là một cô ẻm mặc cẩm ý áo choàng tung bay trong gió theo sau là đám mặc giáp trụ đen khi tới gần đoàn người ma thiên các cô nàng từ trên ngựa nhảy xuống với tư thế đẹp mắt rồi đáp đất chạy tới trước mặt lục châu hắn vẫn đang bình tĩnh đứng chờ quân tri viện của triều đình nhưng không ngờ người xuất hiện ở đây trước tiên lại là Lý Cẩm Y, cô nàng đi tới trước mặt Lục Châu, chồng phao câu vào khán giả mà hành lễ quỳ bái. Cẩm Y tham kiến lão tiền bối, từ lần trước chứng kiến sự khủng bố của Lục Châu, cô nàng bây giờ trong lòng coi hắn như thần rồi. Dù sao hắn cũng có ơn cứu mạng với cô nàng, Tiểu Diên Nhi ở bên cạnh cũng tươi cười, tỷ đã tới rồi à, nàng cũng yêu quý vị nữ tử tướng quân này. Lúc này, Lý Cẩm Y cũng chú ý tới con hàng giang ái kiếm xuất hiện ở chỗ này, liếc mắt nhìn sang, tên này thì vẻ mặt tươi cười hai bàn tay vỗ vỗ nhưng nhìn hắn mà cô nàng đôi chân mày cau lại dường như có chút khó chịu trong người lục châu nhìn cô nàng nhẹ giọng hỏi các ngươi chạy tới chỗ này để chi viện cho tên mặc khí kia hay sao cẩm y lộ ra vẻ mặt xấu hổ cúi đầu giải thích cẩm y bất quá chỉ là phụng được lệnh mà làm việc phàm có người tới gần xấu tây biệt uyển cho đi đáp chiếu không cần phải xét xử sau đó nàng ta đứng thẳng người ưỡn ngực ra lão tiền bối có ân với cẩm y cẩm y có thể nào vong ân phụ nghĩa cho đi bán muối ân nhân của mình được chứ lão tiền bối nên rời đi trước xấu tây hồ này mọi chuyện ở nơi này cẩm y tự biết sẽ xử lý sạch sẽ có ân sao hai con hàng phan ly thiên và lãnh la vẻ mặt nghệt ra như phỗng ngây ngốc không hiểu cũng hoài nghi chính mình có phải hay không tới nhầm địa phương rồi không ma đầu tổ sư ra lại có ơn cứu mạng với quan triều đình cái này khác gì bảo đồ tể cứu mạng tù nhân bị hành hình lý cẩm y tiếp tục nói ra thông tin tình báo bên trong cung còn có đoàn chi viện khác nữa đoán chừng bọn chúng sẽ rất nhanh tới đây điều này làm cho con hàng giang ái kiếm như xét đánh bên tai giật bắn mình còn có chi viện khác sao vẻ mặt có chút hoảng hốt 36 kế chuồn là thượng sách bên trong cung rất nhiều người biết mặt hắn vì vậy chân ngoáy như giang lạc cái kia ta còn có việc đi trước một bước nhé nhưng mà lục châu chậm rãi mở miệng chậm đã lập tức tiểu diên nhi đi tới chặn đường trốn của con hàng này trước vẻ mặt bố đời mà hùng hổ muốn đánh người của tiểu diên nhi giang ái kiếm chột dạ quay người lại hỏi lão tiền bối còn còn có gì dặn dò sao hắn đang rén với quấn cả lưỡi vào lão phu còn có chuyện muốn hỏi ngươi lục châu thản nhiên nhìn con hàng này nhẹ giọng nói giang ái kiếm ảo não cúi đầu lão tiền bối xin mời hỏi vẫn bối biết điều gì sẽ nói điều ấy hôm qua ta liền đạt được một cái tin tức xấu trương viễn sơn biết vợ mình ở trong nhà tặng cho hắn mấy cái sừng trâu dài cả mét trong cơn tức giận đã một trưởng tiễn đôi gian phu dâm phụ kia đi đáp chiếu rồi lúc này tâm tình của hắn phi thường không tốt điều này làm cho lãnh la với giang ái kiếm cũng ngây ngốc nhìn con hàng này giống như nhìn một tên ngốc mắc chứng bệnh rối loạn tâm thần vậy người ta chưa hỏi mà hắn đã khai hơn nữa còn thích đi rình mò chuyện đời tư của người khác vậy sao lục châu cũng méo thèm để ý tới chuyện nhà của trương viễn sơn hắn tiến lại gần vỗ vai ôm lấy giang ái kiếm liền giống như bắt một con gà con vậy mặc dù giang ái kiếm vẻ mặt không hề tình nguyện nhưng hắn cũng không dám lỗ mãng đẩy ra, dù sao đây cũng là ma đầu đệ nhất thiên hạ. Lục Châu nhẹ giọng hỏi, "Lão phu hỏi ngươi, Mạc Ly phải chăng vẫn còn ở bên trong cung sao?" Giang Ái kiếm vẻ mặt toát mồ hôi, không còn vẻ cười cợt lúc trước, sau khi Trần Trúc chết đi, Trần Trúc chính là thủ hạ của nàng ta, một trong tam đại xạ thủ của thần đô, điều này khiến cho nhị hoàng tử tức giận tới thổ huyết, đối với nàng ta ra lệnh cấm túc không được rời khỏi cung. Cái này về cơ bản cùng với những gì mà Lục Châu suy đoán cũng không có hề sai biệt lắm hắn tiếp tục hỏi mạc ly gần đây có động tĩnh gì không hả trung thực cực kỳ luôn đó lão tiền bối cùng với nàng giao phong mấy lần sau mấy lần tích lũy lại nàng ta đã bị trọng thương không có một đoạn thời gian tĩnh dưỡng sợ rằng là không khôi phục lại được giang ái kiếm kể lại chi tiết mọi chuyện chứng tỏ con hàng này có một hệ thống tình báo nắm thông tin rất rõ ràng đặc biệt là bên trong cùng điều này làm lục châu phải suy nghĩ mạc ly kia thông qua vu thuật khống chế người hay là tạo thành vu thuật đại trận từng cái từng cái đều bị mình đánh tan đây cũng chính là nhược điểm của vu thuật này càng là cao thủ cường đại bị vu thuật khống chế hay là đại trận mạnh mẽ nếu như một ngày nào đó bị phá thì sự phản phệ cũng sẽ càng mạnh hơn lục châu gật đầu lại hỏi tiếp bên trong cùng đấu đã lẫn nhau mãnh liệt như vậy hoàng đế lại mặc kệ không hỏi không quản sao giang ái kiếm dù sao cũng là tam hoàng tử của đại viêm con trai hoàng đế mới có thể trả lời được cái vấn đề này đổi lại người khác hay ám võng cũng không thể trả lời được nhưng hắn cũng thở dài lắc đầu nói thật ta cũng không biết tâm tư hoàng đế khó dò như biển sâu vậy vì vậy lục châu nhẹ giọng gật đầu lão phu tin người lục châu vuốt râu giọng thản nhiên một câu hỏi cuối cùng ánh mắt liếc nhìn con hàng này sự tình của thừa hoàng nhưng thật ra là hoàng đế muốn điều tra sao một câu hỏi trực diện như vậy khiến cho giang ái kiếm nghẹn họng nhìn chân chối lục châu mãi không đáp thành lời diệp thiên tâm sau khi rời đi khỏi ma thiên các lục châu liền suy nghĩ con hàng mạc ly kia thì khoảng cách tới thọ mệnh đại nạn còn xa lắc xa lơ vì cái gì phải gấp gáp lo lắng nghiên cứu những cái vấn đề này ở thời điểm bây giờ, nhưng hoàng đế thì khác, hắn tuổi tác đã cao, ngang với Lục Châu, vậy mà còn tham quyền cố vị, chưa có thoái vị, hắn chính là người có động cơ để điều tra cái chuyện này, cái này chính là giống với tâm tư của Tần Thủy Hoàng trên địa cầu kiếp trước của Lục Châu. Sau khi thống nhất Lục quốc, trở thành Thủy Hoàng đế, liền sai thuộc hạ đi khắp nơi tìm kiếm đan dược trường sinh bất tử, Giang Ái kiếm một lúc sau mới lắc đầu nói ra, không phải lục châu vốn còn muốn hỏi chuyện liên quan tới cái chìa khóa nhiệm vụ mà hệ thống phát ra nhưng nghĩ lại thì thứ này hoàn toàn không có một chút manh mối nào cả không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu cũng không thể cứ thế mà bảo hắn đi tìm một cái chìa khóa không biết hình dạng không biết dùng để làm gì mở cái gì làm được gì một chút tin tức đều không có vì vậy không có lên tiếng hỏi nữa hơn nữa lúc nãy cũng đã bảo câu hỏi cuối cùng không thể làm mất phong phạm cao nhân được thấy lục châu chậm rãi mà bình thản đứng ở chỗ này giang ái kiếm có chút hồ nghi lão tiền bối ngài đây là đang cố ý chờ đám người tri viện trong cung tới hay sao lục châu cũng không trả lời hắn nhưng vậy cũng đã ngang với không phủ nhận ngay thời điểm hai người còn đang múa mỏ trên trời dưới bể thì những âm thanh vó ngựa trầm thấp đã chuyển tới đoàn người này so với khí thế của đoàn lý cẩm y thì mạnh mẽ hơn nhiều thấy cảnh này lý cẩm y lo lắng hắc kỵ đã tới mời các vị hãy nhanh chóng rời đi thôi giang ái kiếm nghe vậy thì ba chân bốn cẳng ngoáy tít thò lò lão tiền bối ta đi trước đây cáo tử nhưng hú hồn chim én lục châu một tay tóm cổ được con hàng này lại ngươi không thể đi được lục châu tiếp tục khoác vai con hàng này khiến cho hắn vẻ mặt xị ra cầu xin ta lưu lại cũng vô dụng mà thôi lục châu méo thèm quan tâm tới hắn quay đầu nhìn về phía mấy cái kim quang hắc kỵ đang bay tới đến đây dù sao cũng là người bên trong cung tới chi viện giang ái kiếm nói cho cùng thì cũng là tam hoàng tử vạn nhất lục châu không chịu được công kích có thể cầm con hàng tam hoàng tử ra làm bia đỡ đạn mọi người đều cho rằng là vậy, nhưng với Lục Châu thì kịch bản này không thể xảy ra được, nhưng vẫn không hiểu sao lại giữ con hàng này lại xem kịch. Bốn tên hắc kỵ cũng đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, hai bên đều quan sát nhau, đám này quần áo kỳ quái. Giống như bốn thằng hề, tên đi đầu nhìn thấy người quen trong đám đối diện thì ngạc nhiên, Lý Cẩm Y sao? Lý Cẩm Ý ngẩng đầu hỏi, các vi hắc kỵ đại nhân cũng là phụng mệnh hành sự sao? Nàng đương nhiên là biết đám con hàng này chạy tới đây là phụng mệnh tới chi viện cho mặc khí. Chỉ bất quá, Lý Cẩm Y là phụng mệnh lệnh của hoàng đế, còn Hắc Kỵ nghe theo mệnh lệnh của ai thì có trời mà biết được, Lục Châu liếc mắt nhìn khen ngợi cô nàng. Một lời không hợp, tên thủ lĩnh Hắc Kỵ liền rút kiếm, giọng lạnh lùng, "Chúng ta phụng mệnh của thủ lĩnh, dọn dẹp biệt uyển của xấu Tây Hồ này." Lý Cẩm Y, ngươi hành sự bất lực, Hắc Kỵ sẽ tự hướng bên trong cung đưa ra một bản vạch tội đối với ngươi. Tên đi đầu âm thanh âm trầm, quần áo rách nát khoe cơ bắp, trên tay cầm thanh kiếm to bản. Lý Cẩm Y nghe xong thì vẻ mặt cũng âm trầm, không có lên tiếng đáp lời chỉ có chút khó chịu lông mày nhướng lên ở phía sau lãnh la đang chậm rãi bước lên bởi vì hắn nghe được đám hắc kỵ kia nói rằng thủ lĩnh ra lệnh mà hắn chính là thủ lĩnh lâu nay vẫn núp lùm trong ma thiên các chữa thương có ra lệnh méo đầu vì vậy lên tiếng truy hỏi các ngươi đã nhận lệnh của ai hả tứ đại ác nhân của hắc kỵ nhìn hắn đeo mặt nạ cũng không nhận ra hắn vì vậy liền cao giọng nói đương nhiên là thủ lĩnh hắc kỵ phạm tu văn đại nhân rồi điều này làm cho lãnh la tức xì khói đít lại có kẻ dám mạo nhận hắn sao chứ vì vậy hóa âm thanh thành âm công cuồn cuộn cuốn tới lớn tiếng quát cái đồ chết bằm nhà các người bàn chân hắn bước đi từng bước mạnh mẽ giẫm nát cả đất đá dưới chân phan ly thiên ở phía sau bộ dạng cà phất cà phơi nhìn lãnh la điều này hắn có thể hiểu được tứ đại hắc kỵ có người mới thay thế thậm chí có tân nhiệm hắc kỵ thủ lĩnh thì lãnh la cũng có thể tiếp nhân nhưng mà vẫn muốn dùng cái danh tự trước đây của hắn điều này thì ai có thể nhẫn nhịn được cơ chứ tứ đại ác nhân lơ lửng trên không trung dưới chân là khói bụi mịt mù nhìn về phía lãnh la đề phòng ngươi là ai lãnh la chậm rãi bước lên sau đó quanh thân cương khí cuồn cuộn nâng cơ thể hắn dần bay lên hắn vừa đi vừa cất giọng đầy tức giận trần trung hát ac nhạc trùng lý khánh đoạn diên hồng đều đã theo bản tọa chinh chiến nhiều năm cho vô số người đi đắp chiếu bên trong bọn chúng thực chất đều là sắc khí được thiên truy bách luyện trên xa trường chỉ bằng cái đám a miêu a cầu các ngươi cũng xứng đáng được gọi là tứ đại hắc kỵ sao hả điều này làm cho đám tứ đại ác nhân kia vẻ mặt kinh sợ hoảng hốt lui lại phía sau nghe những lời của người đeo mặt nạ đen trước mặt nếu như còn không hiểu vậy thì chính là một thằng ngốc tứ đại hắc kỵ ánh mắt trợn tròn nhìn xem người mang mặt nạ đen kia từng bước tới gần mình có chút xén phạm tu văn lãnh là đây sao bọn chúng hoảng lắm rồi từ khi bọn chúng gia nhập hắc kỵ một lần nữa được giao nhiệm vụ tứ đại hắc kỵ cho đến nay mỗi ngày đều được nghe kể về truyền thuyết của nhân vật truyền kỳ này trong doanh trại của hắc kỵ được nói nhiều nhất khi rảnh rỗi chính là truyền thuyết về lãnh la dù là có người giả mạo phạm tu văn thượng vị như nhất thời bên trong binh doanh cũng không thể nào cải biến được địa vị lãnh la bên trong tâm trí đám binh lĩnh hắc kỵ điều này khiến cả đám vẻ mặt sợ sệt hoảng quá rồi ta hoảng quá rồi anh em ơi nhưng mà sau một lúc định thần lại bọn chúng cho rằng không có khả năng đây là không có khả năng Phạm Tu Văn đã bị ma đầu tổ sư ra cho đi đắp chiếu. Ngươi muốn lừa gạt chúng ta sao? Trường kiếm giơ lên, tứ đại hắc kỵ ổn định thân hình, liền ra lệnh cho đám thuộc hạ, tất cả mọi người nghe lệnh. Người này giả mạo hắc kỵ thủ lĩnh Phạm đại nhân, ngay tại chỗ xử quyết. Phạm là những người bên trong xấu Tây Hồ biệt uyển, cho đi đắp chiếu hết không cần luận tội. Đám hắc kỵ nhanh chóng hưởng ứng, giơ kiếm lên trời hô hào nâng cao sĩ khí, cho đi bán muối không cần luận tội, cho đi đắp chiếu không cần xét xử. Mấy trăm cái miệng cùng đồng thanh, mang theo ba động sóng âm. Ở bên dưới, Phan Ly Thiên thấy thế thì lắc đầu, đã mù giờ còn thích khoe khoang, vẫn là xin các chủ hãy xuất thủ, hắn nhẹ giọng nói với Lục Châu. Lục Châu ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang chửi thầm, lão phu ra tay cái rắm cho ấy, nhiều hắc kỵ như vậy. Thì có 10 tấm trí mệnh nhất kích cũng không đủ dùng, hơn thế nữa đám này chẳng được bao nhiêu điểm, vậy thì lỗ vốn to rồi, phía bên kia đám hắc kỵ đang sung phong tới. Hắn thầm nghĩ, đem con hàng giang ái kiếm ra làm bia đỡ đạn cũng không tệ nhỉ he he vì vậy vỗ vai giang ái kiếm đang co vòi ảo não giang ái kiếm đừng sợ đừng sợ nhé sau đó ra lệnh cho tiểu diên nhi canh chừng con hàng này tiểu diên nhi nhìn vẻ mặt hắn rồi làm ra cái mặt quỷ trêu chọc lêu lêu cái đồ nhát gan chỉ có phan ly thiên là đầu óc trống rỗng méo hiểu các chủ định làm cái quần què gì nữa hết tập 216. chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu nhé hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo nhé